ba trái bưởi đúng không? Nó có một nó có một cái cuốn một ba trái bưởi. Chừng 4 5 tấc hả, cái đâu cao hơn vậy nữa. Một ngày mình cho ăn nhiều thứ ăn. Chụp phải dính vô cái lưới. Nhiều. Ngày ăn sẽ khoảng 2 bao. 1 2 3. Wow. Wow. Mình chụp được khoảnh khắc lúc nó bay lên thôi. Sẵn sàng. 1 2 3. Sáng nè, mát nè, lên nè, ta giấc trưa nắng đã lên đúng rồi. Anh có cái câu bí quyết gì anh nói không à, chỉ thấy thôi à. Anh có... là cái tiếng của cái tiếng của cái tiếng và cái tiếng từ cái này nè, chứ không phải mình nói không à. Nó nghe cái tiếng thức ăn bay ra, nó nghe cái sẹt cái nó nhìn thấy. Nói sang 1 2 3. Này là phim này ha. Này mình làm gì á? Cái này mình làm gì á? Dạ. Cái nhà khách vậy đó. À. Chứ ở trước không không có đủ. Dạ. Ở trước có 2 bàn nữa, người ta vô khoảng 40-50 người là không có chỗ rồi. Dạ. Cảm ơn chị nha. Cái nào cái nấy khủng khiếp luôn á. Quá trời bự luôn, cây cao. Tưởng là cây dừa không? Bự hơn cây dừa nữa.